Đây mình bắt đầu nha. Hourly. Hourly. Trong từ này thì âm hờ căm, cho nên chúng ta không đọc là hourly mà mình sẽ đọc là hourly. Ví dụ chị chưa em. There's an hourly bus service into town. There's an hourly bus service into town. Có những cái chuyến xe buýt hàng giờ vào thị trấn, có nghĩa là mỗi giờ một chiếc. Daily. 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 Daily nó lấy gốc từ day đúng không? Happening on or relating to every day. Hàng ngày. Cái gì đó nó xảy ra nó lặp lại hàng ngày. Take the tablets twice daily. Check the tablets twice daily. Tablets là viên thuốc. Vậy thì là cái gì? Check the tablets. Hãy uống thuốc hai lần mỗi ngày. Chào Tuấn nha, chào mọi người. Nightly. 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 Nó lấy gốc từ night đúng không? Về đêm hoặc là đêm đêm. Happening every night. They're appearing, performing twice nightly at the Playhouse Theater. They're appearing twice nightly after the at the place how at the Playhouse Theaters. Họ họ xuất hiện biểu diễn mỗi đêm hai lần mỗi đêm tại nhà hát Playhouse. Nên dùng appearing cũng được hoặc là performing cũng được ha. They're performing twice nightly at the Playhouse Theater. Weekly. Happening once a week or every week. Xảy ra hàng tuần. Hoặc là một lần một tuần. The fire alarm has a weekly test. Is tested weekly. The fire alarm has a quickly test. Is tested quickly. Hệ thống báo cháy. The fire alarm. Báo động hỏa hoạn. Has a quickly test hoặc là is tested quickly. Chủ động hay là bị động cũng được. Mình có kiểm tra hàng tuần hoặc là được kiểm tra hàng tuần.
Các bạn muốn học chủ đề gì nữa, các bạn viết vào phần bình luận như chị đi. Hết 50 tính từ Duolingo này thì chị sẽ chuyển qua cái phần đó cho các bạn. Monthly. 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 Happening or produced once a month. Xảy ra hoặc là được sản xuất mỗi tháng một lần. Hàng tháng. Most of these people are paid monthly. Most of these people are paid monthly. Monthly. Hầu hết những cái người này thì được trả lương hàng tháng. Mọi người muốn học tiếp theo là chủ đề gì thì mọi người viết vào phần bình luận nha. Hết những cái chủ đề mà tính từ Duolingo này thì bắt đầu mình sẽ qua những cái chủ đề mà mọi người muốn học nha. Quarterly. 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 Quarter là một phần tư. Vậy thì quarterly là done or produced four times a year. Được làm bốn lần một năm, có nghĩa là hàng quý. Là ba tháng một lần. Các bạn muốn học chủ đề gì thì các bạn viết vào phần bình luận nha. Chị sẽ ghi lại, mình sẽ ghi lại ha. The magazine will be published quarterly. The magazine will be published quarterly. Tạp chí thì được xuất bản hàng quý, cứ 3 tháng một lần. Mọi người ơi, mọi người xem, mọi người lấy tập ra, mọi người ghi bài, với lại mọi người nhấn vào màn hình giúp mình ha, chia sẻ livestream giúp mình nha. Bạn nào chưa tham gia nhóm phát âm thì các bạn liên hệ với bạn kiểm duyệt thì mình nha. Trong nhóm đó thì mình sẽ hỗ trợ các bạn học hai bài phát âm một tuần, một tháng 8 bài, có lịch cụ thể, có cái chương trình cụ thể luôn. Yearly. Yearly. Every year hoặc là once every year, mỗi năm hoặc là một lần một năm, hàng năm. Chủ đề về màu sắc và các sắc độ của màu hả? Chắc là màu sắc cơ bản các bạn. Màu sắc ha, rồi để chị ghi lại ha. Màu sắc, sắc độ. We get a yearly pay increase. We get a yearly pay increase. Chúng tôi được tăng lương hàng năm. Để bằng nghĩa với cái từ yearly này mình có là annually. Annually là trạng từ. Annual. Annual là tính từ nhưng mà nó không có nằm trong cái tính từ Duolingo này. Yearly. Early. 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 Near the beginning of a period of time. Gần cái điểm khởi đầu của một cái khoảng thời gian. Sớm ban đầu là đầu mùa. If you arrived earlier, you'd have more time. If you arrived earlier, you'd have more time. Nếu mà bạn đến sớm hơn thì bạn đã có nhiều thời gian hơn rồi. Cái này là if loại 2 đúng không? Vậy thì có nghĩa là bạn này đã đến trễ rồi. Chào tất cả mọi người nha.
Friendly. 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 Behaving in a pleasant, kind way towards someone. Hành xử theo một cái kiểu mà làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Theo một cái kiểu là tử tế đối với một ai đó, thân mật, thân thiện. Chào tất cả mọi người nha. Our neighbors have always been very friendly towards us. Our neighbors have always been very friendly towards us. Hoặc là to us. Amen. Elderly. Elderly. Elder là người già đúng không? Vì elderly là một cái polite word for the old, for old, một cái từ lịch sự để nói cho người lớn tuổi. Già. Đúng không? Ví dụ, an elderly couple live next door. An elderly couple lives next door. An elderly couple lives next door. Một cặp vợ chồng già sống kế bên nhà tôi, sống bên cạnh. Mọi người chia sẻ like giúp mình với lại gõ vào màn hình giúp mình nha mọi người. Xin phép từ vựng bạn vào trong nhóm thông báo giờ live. Thì trong đó chị sẽ có một cái lớp học, classroom, cho nó có tất cả tổng hợp, tất cả những cái file mà chị live này. Tuấn ơi, đưa bạn vào trong nhóm giùm chị, Tuấn ơi. Đưa bạn vào trong nhóm từ vựng. Tại vì mình có nhóm từ vựng phát âm. Đưa bạn vào nhóm từ vựng giùm chị. Manly. 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 Tính chất đàn ông, có vẻ đàn ông, hùng dũng, can đảm, kiên cường, manly, having the qualities of that people think a man should have, có những cái phẩm chất mà người ta nghĩ rằng một người đàn ông nên có. Chào Bình nha. He has such a manly voice. He has such a manly voice. Anh ta có một giọng nói rất là nam tính. Chào Thảo nha. Womanly. 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 Womanly qualities, ideas, or physical features that are ones that a woman is typically or traditionally thought to have. Những cái phẩm chất của phụ nữ, những cái ý tưởng hoặc là những cái đặc điểm về vật, về hình thể mà một người phụ nữ theo một cái kiểu truyền thống được nghĩ là nên có. Kiểu như là nhu mì, thùy mị ha. Hoặc là cái gì đó nó thuộc về phụ nữ. Hồi nãy là thuộc phụ nam, giờ thuộc phụ nữ.
chị dọn nhà chưa? À, bên chị thuê người ta dọn em, cho nên chị không có dọn. Nhà chị đó giờ thuê người ta dọn. She used her womanly wiles, charms, to persuade him to change his mind. She used her womanly wiles, charms, to persuade him to change his mind. Wiles, not charms, the quyến rũ, wiles, mưu kế. Chị chưa thi bạn ơi. Fatherly. 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 Writing. Chưa bạn ơi, chị chưa có dạy writing. Thi xong chị mới dạy. Bây giờ chị chưa có bằng, chị chưa dạy. Fatherly, như cha, như bố. Used to describe a man or male behavior typical of a kind and loving father. Có lưu lại nha bạn. Chị mục tiêu ai mấy chấm hả? Thì thi thôi bạn ơi. Còn mấy chấm là do định mệnh. Fatherly advice. Fatherly advice. Fatherly advice. Lời khuyên của người cha hoặc là Tuấn ơi, Tuấn đưa bạn mà mới vừa hỏi có lưu livestream lại không á, vào trong nhóm của mình nha, để bạn bạn lấy file từ vựng, file này nè, file chị đang đang gõ nè, với lại cái link để bạn coi lại nha. Các bạn kiểm duyệt đưa bạn vào trong nhóm giùm chị nha. Bạn Hùng BV, Bình ơi, Bình cho bạn vào giùm chị Bình ơi. Vào trong nhóm á, thì bạn sẽ nhận được nguyên một cái lớp học, cái classroom có toàn bộ những cái file mà chị gõ như thế này. Với lại link của cái buổi livestream này chị đăng lại luôn. Thì các bạn sẽ có hết trong đó ha. Chị không có nói được ở đâu, nói vô supply chị. Bạn vào nhóm thì bạn tự bạn bạn thấy đường link thì bạn sẽ thấy thôi. Motherly. Motherly. Các bạn muốn vào trong nhóm để mà lấy file thì các bạn nhắn tin, các bạn kiểm duyệt cho mình nha. Motherly. A motherly woman treats other people with a lot of kindness and love and tries to make certain they are happy. Một người phụ nữ mà kiểu là womanly thì đối xử với người khác với rất là nhiều sự tử tế và tình yêu và cố gắng đảm bảo rằng là họ hạnh phúc. Motherly. Các bạn nhắn tin kiểm duyệt giùm mình nha. Mình có hai bạn kiểm duyệt đang đang trả lời các bạn đó. Phương Anh nữa kìa, Bình với Tuấn ơi. Mình live 12 giờ trưa hàng ngày nha mọi người. Thứ tư là IPA. Thứ bảy là truyện chêm, phát âm qua truyện chêm. Còn các ngày còn lại thì là từ vựng nha. Các bạn gõ vào màn hình giúp mình nha mọi người. Brotherly. 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 Như anh em. Tình anh em. Cô like ngữ pháp. Có bạn.
Sắp tới mình sẽ có live ngữ pháp nha. Tại vì chưa có sắp xếp được thời gian thôi. Sắp tới mình sẽ có nha. Các bạn cần gì là mình đều có. Mình đều sẽ đáp ứng cho các bạn. Nhưng mà các bạn thả tim giúp mình nha. Can I give you some brotherly advice? Can I give you some brotherly advice? Kiểu như là tôi có thể cho bạn một số lời khuyên như là người anh em không? Là người anh em. Như là người anh em không? Sắp tới dự định là có thể là khoảng tháng 4 á, thì mình sẽ live ngữ pháp ha. Thì lúc đó là các bạn cũng rục rịch, các bạn ôn thi đồ rồi. Sisterly. Kế hoạch thì có lên rồi nhưng mà do quá bận cho nên hiện tại là mình chưa có thực hiện được hết tất cả những cái thứ mà mình muốn. Sisterly, feeling or behaving like a sister, cảm giác hoặc là hành xử như là một người chị em. I felt sisterly towards him, but I couldn't marry him. I feel sisterly towards him, but I couldn't marry him. Tôi cảm nhận được tình thân thiết chị em á đối với anh ta. Cái này mình dịch thoáng đấy mọi người. Mấy dấu chấm chỗ phiên âm là phân cách vần đó các bạn. Costly là đắt đỏ đúng không? À, bao nhiêu tiền? Costly là expensive, especially too expensive. Đắt tiền và đặc biệt là cực kỳ đắt tiền luôn. Đắt tiền, quý giá. Báo em. Chào Miu. A costly purchase, a costly item. Vậy chỗ này mình nói là gì? Một cái món hàng đắt tiền. Một món hàng đắt tiền hoặc là một cái lần mua hàng mà nó đắt tiền, tốn nhiều tiền. Đúng rồi bạn. À, từ cuối cùng của ngày hôm nay. Lively. Live là sống luôn. Vậy lively có nghĩa là gì? Full of energy and enthusiasm, interesting and exciting. Nhiều năng lượng, nhiều cái sự nồng nhiệt, nhiệt huyết, thú vị hoặc là hào hứng. Vậy lively ở đây nó là sinh động, sống động như thật. Hoặc là gì vui vẻ, hoạt náo, sôi nổi.
It's hard work teaching a class of lively children. It's hard work teaching a class of lively children. Rất là khó dạy một cái lớp mà có những cái đứa trẻ sôi nổi.